Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày. Ít ai biết, nữ diễn viên từng được mệnh danh là người đàn bà đẹp nhất thế giới đã đặt nền tảng phát minh Wi-Fi GPS. Cuộc đời nữ minh tinh Hollywood Hedy Lamarr là một tổ hợp của những điều khó tin. Bà vừa là nữ diễn viên đầu tiên đóng cảnh nóng trên màn bạc, phải đón nhận biết bao gạch đá, vừa là người có công nghiên cứu tạo đà cho phát minh về Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Kỷ nguyên vàng của Hollywood thế kỷ 20 nổi tiếng với nhiều nữ minh tinh đã đi vào huyền thoại như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh và đương nhiên là không thể thiếu được người đàn bà đẹp nhất thế giới Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, tên khai sinh là Hedwig Alva Maria Kieslow, sinh năm 1914 tại Vienna, Đế quốc Áo Hung, là con gái duy nhất của bà Gertrude Kiesler và ông Emil Kiesler. Bà là một nghệ sĩ dương cầm người Budapest gốc Do Thái thuộc tầng lớp tư sản cấp cao. Cha của Hedy là một chủ ngân hàng sinh ra ở Lemberg. Người phụ nữ đầu tiên nguy trên màn ảnh. Sinh trưởng trong gia đình giàu có lại thêm sắc đẹp trời phú nên từ khi còn nhỏ, Hedy Lamarr đã nuôi dưỡng cho mình giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Để thực hiện được ước mơ này, bà đã quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh. Chạm ngưỡng tuổi 17, Hedy có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim Golden on the Street 1930. Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc hơn người, thế nhưng ba bộ phim sau đó với sự góp mặt của bà vẫn không thực sự được công chúng chú ý. Chỉ đến khi sẵn sàng trút bỏ hết quần áo trong bộ phim Ecstasy năm 1933 thì Hedy Lamarr mới khiến cả thế giới chấn động. Khi tham gia diễn xuất trong Ecstasy, Hedy Lamarr mới chỉ 19 tuổi. Trong bộ phim đó, Hedy vào vai một người đàn bà trẻ tên là Eva đã phản bội chồng ra do không tìm thấy niềm hạnh phúc trong hôn nhân. Trong phim có cảnh Eva bơi khỏa thân trong một cái hồ, con ngựa của cô bất ngờ chạy đi và mang theo cả quần áo của cô vắt trên yên ngựa. Eva liền khỏa thân chạy theo con ngựa. Đó là một cảnh rất gây tranh cãi tại thời điểm bấy giờ vì trước đó chưa từng có tiền lệ phụ nữ xuất hiện khỏa thân công khai trên màn ảnh như vậy. Cảnh nóng gây sốc thứ hai của Hedy trong bộ phim chính là đoạn vui vẻ của Hedy và bồ trẻ. Tuy là cảnh phim không đi sâu vào chi tiết, nhưng chỉ cần đặc tả biểu cảm khuôn mặt của Hedy trong phim cũng đủ khiến cả thế giới bàng hoàng. Theo các nhà nghiên cứu điện ảnh thì đó cũng là lần đầu tiên cảnh giường chiếu được truyền tải trên phim. A Story ra đời đã trở thành đề tài tranh cãi vô cùng gay gắt đối với làng điện ảnh. Lúc đó với hai luồng dư luận cùng tồn tại, những người mang tư tưởng cởi mở cho rằng vẻ đẹp nhục cảm trong phim khiến Ecstasy trở thành một bộ phim đầy tính nghệ thuật. Còn ngược lại, những người mang tư tưởng truyền thống thì lại cho rằng bộ phim quá đổi bại và kịch liệt chỉ trích. Ra đời vào năm 1933 nhưng phải tận 2 năm sau bộ phim này mới được công chiếu. Tại Mỹ thậm chí còn cấm lưu hành bộ phim và phải tới tận 7 năm sau bộ phim này mới được chiếu hạn chế tại một số rạp của Mỹ. So với những cảnh nóng ngày nay trong điện ảnh thì cảnh nóng trong Ecstasy vẫn khá lành. Tuy nhiên, nó lại mang tính chất đột phá vô cùng to lớn. Sau bộ phim Ecstasy, Hedy Lamarr trở thành biểu tượng của sự gợi cảm, gợi tình và quyến rũ trong làng giải trí thế giới. Cũng từ đó người ta gọi Hedy là người đàn bà đẹp nhất thế giới. Bà thường xuyên được mời đóng vai các cô nàng quyến rũ sexy trong các bộ phim nổi tiếng như Boomtown, Samson and Delilah, Tortilla Flan, Lady of the Tropics, My Favorite Spy, Ozzy's. Ecstasy mang đến cho Hedy Lamarr nhiều ánh hào quang và danh vọng nhưng cũng mang lại cho bà vô số những cay đắng. Có rất nhiều những từ ngữ miệt thị cay nghiệt đã được thốt ra để gọi Hedy như đồi bại, mại dâm, gái điếm. Người chồng đầu tiên của Hedy cũng vì bị ám ảnh bởi cảnh nóng táo bạo của cô trên màn ảnh mà điên cuồng quản giáo khiến cho cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt. Người tạo nên nền tảng của những phương thức liên lạc không dây như Wi-Fi, Bluetooth. Không chỉ là một minh tinh nổi tiếng, Hedy còn là nhà khoa học vĩ đại. Bà là người đã cải thiện thiết kế đèn giao thông, phát minh ra viên sủi, nâng cấp đôi cánh cho máy bay Howard Hawks. Nhưng thành tựu quan trọng nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất chắc chắn là phương pháp chuyển đổi tần số, tiền thân của Bluetooth, Wi-Fi và GPS, những thứ đang nằm trong điện thoại của bạn ngày nay đấy. Vào năm 1940, trước khi nước Mỹ tham gia vào Thế chiến thứ hai, Hedy Lamarr đã có cuộc gặp gỡ với George Antel, một người có cùng niềm đam mê phát minh như mình. Khi quyết định giúp đỡ quân đồng minh chống lại phát xít, Hedy và George đã phát triển một thiết bị có khả năng dẫn đường ngư lôi đến mục tiêu bằng tín hiệu radio có khả năng nhảy giữa 88 tần số khác nhau.
Với phát minh này, cả hai nhận được bằng sáng chế số US-229387A vào năm 1942 và trao tặng phát minh của mình cho Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, phải đến tới hàng chục năm sau, tài năng của Hedy Lamarr mới được thừa nhận. Vào năm 1997, khi bà đã 82 tuổi, Electronic Frontier Foundation vinh danh bà bằng hai giải thưởng danh dự cho những thành tựu đã đạt được. Bà mất 3 năm sau đó, nhưng giờ đây, cả Hedy và George đều đã được công nhận rộng rãi là những người phát minh ra đổi tần số, điều mở đường cho phát triển của Wi-Fi, Bluetooth và GPS sau này. Đến năm 2014, tên tuổi của bà đã được đưa vào National Inventors Hall of Fame. Có hẳn một giải thưởng mang tên Hedy Lamarr Award for Innovation in Entertainment Technology dành cho những người phụ nữ có những phát kiến lớn trong công nghệ và giải trí. Và vài năm trước đây, Google cũng đã vinh danh Hedy Lamarr bằng một bức vẽ doodle trên trang chủ của mình nhân dịp 101 năm ngày sinh của bà. Năm 1957, Hedy Lamarr chính thức giải nghệ khỏi sự nghiệp diễn xuất của mình và chuyển tới sống ở thành phố Altamont Springs, bang Florida, Mỹ. Tại đây, bà đã sống những năm tháng cuối đời trong sự tĩnh lặng và vẫn tiếp tục thực hiện các nghiên cứu khoa học như một niềm đam mê bất tận của cuộc đời. Và vào năm 2000, bà Hedy Lamarr qua đời ở tuổi 86 vì một cơn đau tim. Mây theo Helino, kênh14.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.